Chương trình Vietcase Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Phoenix Star Insurance, công ty duy nhất cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu bảo hiểm của quý vị. Kim Loan và Thi Loan được thành lập hơn 17 năm. Chúng tôi sản xuất các loại giò chả, nem chua, chả cá dưới sự kiểm duyệt của USDA và FDA. Công ty có thêm dòng sản phẩm mới là 3 loại bánh bao rất thơm ngon. Gọi ngay 714-657-5901. Đây là chương trình Vietcase Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Vietcase Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối của chúng tôi. Sau đây, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 30 tháng 10, 2024. Sau đây là các bản tin chính. Phản đối Washington Post không ủng hộ ứng cử viên tổng thống, hơn 250.000 độc giả hủy ghi danh. Vẫn không có ứng cử viên dẫn đầu rõ ràng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Phó Tổng thống Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump tại Michigan và Miss Wisconsin ngang bằng ở Pennsylvania. Phân tích cho thấy thông tin sai lệch của Nga nhắm vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu Truth Social chứng kiến ngày thua lỗ tồi tệ nhất sau 5 tuần tăng giá. Thông tin sai lệch đầy ác ý lan truyền trong những ngày bỏ phiếu chót đầy biến động tại Hoa Kỳ. Thẩm phán gia hạn việc bỏ phiếu qua thư tại quận Bucks ở Pennsylvania cho đến hết thứ Sáu. Nền kinh tế Hoa Kỳ và việc làm tăng trưởng ngay trước cuộc bầu cử. Và đó là các tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Ngay sau đây là bản tin đầu tiên do anh Dũng trình bày. Hơn 250.000 độc giả của The Washington Post, một tờ báo đã từng có truyền thống ủng hộ cho các ứng cử viên phía đảng Dân Chủ trong nhiều chục năm qua, nay đã hủy ghi danh vì tờ báo này đã không chính thức ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào. Hơn 250.000 độc giả của tờ Washington Post đã hủy ghi danh kể từ khi tờ báo này thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ không ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay. Và việc này đã đưa đến một đợt gia tăng đột biến về số lượng hủy ghi danh. Tờ Post đã đưa tin chính thức vào cuối ngày hôm qua thứ Ba. Quyết định ủng hộ này được công bố lần đầu tiên vào ngày thứ Sáu tuần trước bởi nhà xuất bản Post Will Lewis, làm cho tờ báo mất khoảng 10% số người ghi danh đối với các ấn bản kỹ thuật số trên mạng vào tối ngày thứ Ba. Tờ báo đã đưa tin, trích dẫn một số các tài liệu và hai người quen thuộc với các số liệu. Con số này không tính đến bất kỳ người ghi danh mới nào mà Post có thể đã gia tăng kể từ thứ Sáu hoặc bất kỳ người ghi danh nào đã ghi danh lại kể từ đó. Tờ báo đưa tin như vậy. Hãng thông tấn ANPR lần đầu tiên đưa tin về con số này và phát ngôn viên của Post đã không bình luận về báo cáo. Sau thông báo của Lewis rằng Post sẽ phá vỡ truyền thống kéo dài hàng thập niên của mình, không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc đua này, diễn ra chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử, thì các độc giả ngay lập tức bắt đầu phản ứng đối với hành động đó, với những nhân vật nổi tiếng và cựu nhân viên đăng trên mạng xã hội của họ rằng họ đã hủy ghi danh. The Post đưa tin rằng họ bắt đầu cảm thấy sự gia tăng các đơn hủy ghi danh chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau khi thông báo chính thức của họ đưa ra. Các độc giả và cựu nhân viên của Post, bao gồm cả cựu biên tập viên điều hành Marty Baron, đã dán nhãn quyết định này là hèn nhát. Xem hành động này là một nỗ lực của tỷ phú chủ sở hữu Post Jeff Bezos nhằm mục đích khuất phục trước khả năng có một chính quyền Trump thứ hai. Một người hiểu biết về vấn đề này đã nói với CNN là một bản xác nhận của bà Harris đã được các thành viên ban biên tập của Post soạn thảo trước khi bị ông Bezos chính thức bác bỏ. Los Angeles Times là một tờ báo cũng đã soạn thảo một bản xác nhận cho nỗ lực chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của bà Harris trước khi bị chủ sở hữu tỷ phú của tờ báo phủ quyết, đã tuyên bố vào tuần trước rằng họ sẽ không công bố sự xác nhận của mình. Tôi không nghĩ là có lời giải thích hợp lý nào dành cho việc rút lại sự xác nhận ngoài nỗi sợ bị chính quyền Trump trả thù. Bill Gruskin là giáo sư tại trường báo chí Columbia đã tuyên bố với CNN, nếu như tờ Post hoặc tờ Times chỉ công bố sự ủng hộ của họ, bất kể là họ có hùng hồn hay yếu ớt đến đâu, thì điều này có thể đã không được chú ý đến. Trong cuộc vận động tranh cử thứ tư tại North Carolina, cựu Tổng thống Donald Trump đã nắm bắt được những sự ủng hộ bị ngăn chặn và tuyên bố rằng đó là bằng chứng cho thấy các ấn phẩm âm thầm ủng hộ ông nhiều hơn đối với sự ủng hộ bà Harris. Washington Post và Los Angeles Times cùng tất cả các tờ báo này, họ không ủng hộ bất kỳ ai, ông Trump nói. Nhưng quý vị biết là họ thực sự đang nói gì không? Bởi vì họ chỉ ủng hộ đảng Dân Chủ. Họ nói rằng đảng viên Dân Chủ này không tốt,
họ không tốt và họ nghĩ rằng tôi đang làm rất tốt. Đó là nhận định của cựu tổng thống liên quan đến các sự kiện vừa nêu. Vẫn liên quan đến cuộc bầu cử, thưa quý vị, vẫn chưa có ứng cử viên dẫn đầu rõ ràng nào trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử, các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ đang tăng cao lịch trình vận động vốn đã bận rộn của họ trong một cuộc đua hết sức căng thẳng. Ngày hôm nay, ngày thứ Tư, 30 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đang ở North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đang dừng chân ở North Carolina và Wisconsin sau khi phát biểu tại Pennsylvania vào tối hôm qua. Phó Tổng thống Kamala Harris nói, chúng ta chỉ còn 6 ngày nữa là đến một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Còn cựu Tổng thống Donald Trump thì nói, thứ ba tuần tới bạn phải đứng lên và nói với Kamala rằng đã quá đủ rồi. Cuộc chạy đua có thể sẽ diễn ra sôi nổi nhất ở 7 tiểu bang chiến trường, là những nơi có thể quyết định một trong hai người ứng cử viên giành được chiến thắng. Tại Michigan, Phó Tổng thống Kamala Harris đã mở đầu phần diễn thuyết, thật tuyệt vời khi trở lại Michigan. Còn cựu Tổng thống Donald Trump thì kêu gọi, nếu chúng ta thắng Pennsylvania, chúng ta sẽ thắng toàn bộ. Các tiểu bang chiến trường có thể được chia thành hai loại nói chung. Các chiến trường vành đai mặt trời bao gồm Arizona và Nevada ở phía Tây Hoa Kỳ, và North Carolina và Georgia ở phía Đông nước Mỹ. Arizona, Georgia và North Carolina đã từng là những nơi thiên về đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Nhưng trong cuộc bầu cử năm 2020, Georgia đã bầu cho Tổng thống Biden của đảng Dân Chủ. Sau đó là các chiến trường ở miền Tây Trung Tây Hoa Kỳ, bao gồm Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, một phần của cái gọi là bức tường xanh. Ba tiểu bang này từng là những nơi nghiêng về đảng Dân Chủ hơn, nhưng đã chuyển sang ông Trump vào năm 2016, rồi sau đó lại chuyển hướng sang đảng Dân Chủ vào năm 2020. Ông Ron Brownstein là nhà phân tích chính trị cao cấp đã giải thích rằng, lợi thế cho Trump có lẽ ông ấy chỉ cần thắng một trong ba tiểu bang từng là bức tường xanh, Michigan, Pennsylvania hoặc là Wisconsin. Còn về phía bà Harris thì rất có thể bà sẽ thắng, nhưng sẽ cần phải thắng toàn bộ cả ba tiểu bang. Điều đáng nhấn mạnh là viễn cảnh này hoàn toàn nằm trong khả năng của bà Harris. Tính cho đến nay thì các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ba tiểu bang kể trên có kết quả thăm dò quá khít khao, nằm trong tỷ lệ sai số để tiên đoán được ai là người sẽ thắng. Theo kết quả của một cuộc thăm dò mới nhất được đưa ra ngày hôm nay thì Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn duy trì lợi thế một cách xít sao ở hai trong số ba tiểu bang bức tường xanh, đại diện cho con đường rõ ràng nhất của bà để có thể giành được chiến thắng tại đại cử tri đoàn trước cựu Tổng thống Donald Trump, theo các thăm dò mới của CNN do SSRS thực hiện. Ở Michigan thì thăm dò ghi nhận, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ là 48% so với 43% trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Bà Harris cũng dẫn trước ông Trump ở Wisconsin với 51% ủng hộ bà so với 45% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, cuộc đua đang diễn ra một cách ngang ngửa ở Pennsylvania. Cả hai đều nhận được 48% sự ủng hộ của cử tri. Giải thưởng bầu cử lớn nhất trong ba tiểu bang và là một phần quan trọng trong hy vọng giành lại Tòa Bạch Ốc của cả hai ứng cử viên. Cả ba tiểu bang hiện nay đều nghiêng về ông Trump năm 2016, nhưng Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng ở các tiểu bang này năm 2020. Trong số 7 tiểu bang hiện nay được CNN đánh giá là còn bỏ ngỏ, thì Michigan và Wisconsin là hai tiểu bang duy nhất mà lá phiếu của cử tri thì vẫn có tên của ông Robert F. Kennedy Jr., cựu ứng cử viên độc lập đã hoãn cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của mình và chuyển sang ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Tại Michigan thì ông Kennedy nắm giữ 3% sự ủng hộ và ông đứng ở mức 1% tại Wisconsin. Sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên của đảng thứ ba và độc lập nói chung là cao nhất tại Michigan, với khoảng 6% các cử tri tiềm năng tại đó cho biết là họ ủng hộ một ứng cử viên khác ngoài bà Harris hoặc là ông Trump. Có một ít sự ủng hộ hơn đối với các ứng cử viên độc lập và đảng thứ ba trong số những cử tri tiềm năng này bày tỏ động lực cao nhất để đi bỏ phiếu. Kết quả chung cuộc thì gần giống với vòng thăm dò cuối cùng của CNN tại ba tiểu bang này được tiến hành vào hồi cuối mùa hè. Vào lúc đó thì bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 50-44 tại Wisconsin, 48-43 tại Michigan, trong khi bà Harris và ông Trump hòa nhau ở mức 47% tại Pennsylvania. Phần lớn các cử tri của các tiểu bang này đã chốt lựa chọn của họ, chỉ khoảng 8% cử tri tiềm năng tại Pennsylvania, 7% ở tại Michigan và 6% Wisconsin cho biết họ chưa đưa ra sự lựa chọn hoặc có thể thay đổi quyết định trước ngày bầu cử. Phó Tổng thống Harris chạy gần nhiều hơn so với cựu Tổng thống Trump về niềm tin để có thể giải quyết nền kinh tế và vượt xa ông về việc giải quyết nền dân chủ ở cả Michigan và Wisconsin.
nơi mà bà cũng nắm giữ nhiều lợi thế hơn về các thuộc tính quan trọng so với ở Pennsylvania. Những điểm khác biệt cũng giúp giải thích cho kết quả một cách mạnh mẽ hơn của bà giành được ở các tiểu bang Trung Tây phía trên. Kế đến là bản tin về phân tích cho thấy thông tin sai lệch của Nga nhắm vào cuộc bầu cử của Mỹ. Phân tích mới của CNN và các nhà nghiên cứu truyền thông đã tìm ra một nhánh của nhà máy theo dõi của Nga khét tiếng vì những nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Nhóm này dường như là trung tâm của một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm tác động đến cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Chính từ một tòa nhà 23 tầng ở thành phố St. Petersburg của Nga, một số thông tin sai lệch hiệu quả nhất của Nga về cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024 đã được tạo ra. Một trong những người cư ngụ tại đây trong những năm gần đây được cho là cái gọi là Quỹ Nga Chống Lại Bất Công hay là RFBI. CNN đã hợp tác với các nhà nghiên cứu tại trường đại học Clemson để điều tra những vòi bạch tuộc dài của RFBI và tác động của nó. Ông Patrick Warren là đồng giám đốc trung tâm pháp y truyền thông Clemson nhấn mạnh rằng mối liên hệ giữa Prigozhin và RFBI đã được xác định rõ ràng. Nguồn gốc của RFBI có thể bắt nguồn từ Yevgeny Prigozhin, là đồng minh lâu năm của ông Vladimir Putin và là người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner. Nhưng sau khi phát động một cuộc nổi loạn táo bạo tại Moscow hồi năm ngoái, Prigozhin đã bị giết trong một vụ nổ bí ẩn trên không trung. Tuy vậy, Darren Linville và Patrick Warren cho biết câu chuyện về RFBI cho thấy rõ ràng di sản của Prigozhin vẫn còn tồn tại sau khi ông ta chết. Darren Linville, đồng giám đốc trung tâm pháp y truyền thông Clemson đã giải thích họ đang giả vờ là một thế lực thực sự tích cực của điều tốt đẹp ở Nga, nhưng trên thực tế họ thực sự là một nhánh của nhà nước Nga. Một bài đăng lan truyền gần đây đã cáo buộc thống đốc Tim Walz một cách vô căn cứ về tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Tin thất thiệt đó đã lan truyền trên Internet trong nhiều ngày qua hàng triệu lượt xem. Thượng nghị sĩ J.D. Vance và nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene thậm chí còn đưa ra một câu chuyện giả mạo của Nga rằng các quan chức Ukraine đã sử dụng tiền viện trợ của Mỹ để mua du thuyền. Còn có một câu chuyện giả mạo kể rằng bà Kamala Harris đã thực hiện một vụ tông xe bỏ chạy và bà ấy cũng đã giết một con tê giác đang bị đe dọa tuyệt chủng trong chuyến đi săn. Cả hai tin đều hoàn toàn sai sự thật. Nhưng cả hai đều được tung ra với sự giúp đỡ của một mạng lưới mờ ám khác của Nga mà các nhà nghiên cứu gọi là Storm 1516 mà ông Linville và ông Warren tin rằng hoạt động chặt chẽ với RFBI. Theo lời của ông Linville, xét về thông tin sai lệch trái ngược với tuyên truyền, RFBI và Storm 1516 có lẽ là những tác nhân quan trọng nhất ở Nga hiện nay. RFBI hiện do Mira Tirada lãnh đạo, người đã phải ngồi tù 2 năm tại Mỹ vì tội rửa tiền, có liên quan đến buôn lậu cocaine. Những gì mà nhóm điều tra thấy trong năm nay là tác động lớn hơn nhiều dẫn đến cuộc trò chuyện trên mạng xã hội so với trước đây. Cả thượng nghị sĩ Vance và nữ dân biểu Taylor Greene đều không trả lời về vai trò của họ cho việc lan truyền câu chuyện sai sự thật về Ukraine. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris lên án những nỗ lực can thiệp của Nga và nói với CNN rằng ông Putin muốn cho ông Trump thắng trong cuộc bầu cử này vì ông Trump dễ bị Putin sai khiến hơn. Liên quan đến cổ phiếu Truth Social của cựu Tổng thống Donald Trump, và trong bản tin ngày hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị bản tin liên quan đến việc gia tăng với khoảng 9 tỷ Mỹ Kim giá trị hiện nay của toàn bộ cổ phần. Trong đợt tăng biến vua mà theo như các báo chí cho biết là có phần bất ngờ trong 5 tuần lễ vừa qua và hoàn toàn không liên quan gì đến các hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, thì cổ phiếu truyền thông xã hội của cựu Tổng thống Trump hiện nay đang phải chịu một sự sụt giảm đột ngột. Giá cổ phiếu của Trump Media and Technology Group, chủ sở hữu Truth Social, giảm 22.3% vào ngày hôm nay thứ Tư. Đây là mức lỗ trong một ngày tồi tệ nhất của Trump Media kể từ khi lên sàn vào hồi tháng 3. Nó vượt qua mức lỗ 21.5% diễn ra vào ngày 1 tháng 4. Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba ở mức trên 51 Mỹ Kim, cổ phần chi phối của Trump trong công ty được định giá khoảng 5.9 tỷ Mỹ Kim.
Cho đến cuối phiên giao dịch vào thứ Tư thì giá trị cổ phiếu của ông Trump đã giảm xuống còn 4.6 tỷ Mỹ kim. Và điều này có nghĩa là ông Trump đã mất khoảng 1.3 tỷ Mỹ kim giá trị tài sản ròng chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Không rõ chính xác điều gì đã gây ra sự đảo ngược mạnh mẽ đối với Trump Media. Công ty có giá cổ phiếu đã trở thành thước đo cho các nhà giao dịch nghĩ về cuộc bầu cử này. Trump Media đã không công bố bất kỳ tin tức quan trọng nào có thể để lý giải cho sự lao dốc này. Một số các nhà giao dịch đổ lỗi cho việc bán tháo mạnh là do các yếu tố kỹ thuật và mất đà đối với số cổ phiếu đã trở thành meme. Cổ phiếu của Trump Media đã biến động cực kỳ mạnh mẽ trong suốt năm qua và cổ phiếu này không cần thông báo chính thức của công ty nhằm gia tăng hoặc giảm mạnh. Cho đến ngày hôm nay thứ Tư thì cổ phiếu đã di chuyển theo một hướng, đó là tăng thẳng. Và từ ngày 23 tháng 9 đến lúc mà tiếng chuông đóng cửa vào ngày thứ Ba hôm qua, thì giá trị của Trump Media đã tăng hơn 4 lần. Đợt tăng giá ngoạn mục này được thúc đẩy bởi các khoản cá cược trên Wall Street rằng ông Trump sẽ giành được tòa bạch ốc. Những khoản tăng khổng lồ đã đẩy giá trị của Trump Media lên 10.3 tỷ Mỹ kim tính đến thời điểm đóng cửa vào ngày thứ Ba. Và điều đó có nghĩa là nó đã có giá trị cao hơn giá trị của X, mạng xã hội do Elon Musk sở hữu trước đây, từng được gọi là Twitter. Mặc dù thực tế là X có khoảng 70 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại Hoa Kỳ trên các dạng iOS và Android với tên gọi là Truth Social, theo dữ liệu của SimilarWeb chia sẻ với CNN. Con số này gấp khoảng 100 lần so với 698.000 người dùng hoạt động hàng tháng tại Hoa Kỳ của Truth Social. Vẫn liên quan đến thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử. Thông tin sai lệch đầy ác ý lan truyền trong những ngày bỏ phiếu chót đầy biến động tại Hoa Kỳ. Thông tin sai lệch, sai lầm và trong một số trường hợp là ác ý trắng trợn. Tất cả những điều này đều trở thành tiêu đề trong những ngày cuối cùng của mùa bầu cử đầy biến động năm nay và đủ để làm lung lay lòng tin của cử tri. Hai quan chức bầu cử từ các tiểu bang dao động quan trọng cho biết, mặc dù báo chí lo ngại, họ tin tưởng rằng số phiếu sẽ được kiểm an toàn và chính xác. Một loạt các nhận xét bài Do Thái được cho là đã bị chửi rủa nhắm vào một nhân viên bỏ phiếu bên ngoài thư viện West Palm Beach, Florida. Người đàn ông này đã bị bắt, hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc. Nguy cơ bị tấn công bằng lời nói hoặc tệ hơn nữa là mối quan tâm chính của nhiều quan chức bầu cử trên toàn quốc Hoa Kỳ. Bà Ann Jacobs là chủ tịch Ủy ban bầu cử Wisconsin cho biết, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải giả vờ kiêu hùng biện giết người hoặc là tấn công các viên chức bầu cử là ổn. Các cuộc tấn công gần đây khác và quá trình bỏ phiếu bao gồm đốt một số thùng phiếu và hộp thư ở ít nhất là 3 tiểu bang, với các cuộc điều tra đang được tiến hành và nghi phạm vẫn còn đang lẩn trốn. Nhưng các hành vi đe dọa được báo cáo không phải là mối quan tâm duy nhất. Một nữ cử tri trả lời điện thoại nói rằng, trong 30 năm bỏ phiếu tôi chưa bao giờ nhận được nhiều lá phiếu không phải của mình như vậy. Người phụ nữ ở Bellevue ở Washington đã nhận được 16 lá phiếu trong hộp thư của mình, hầu hết đều có tên khác. King là chi nhánh tin tức đã liên lạc với một viên chức bầu cử ở địa phương. Người này cho biết họ sẽ điều tra lỗi gửi thư, nhưng đã bảo đảm rằng cuối cùng thì chỉ có một lá phiếu cho mỗi cử tri đã ghi danh có chữ ký trùng khớp mới được tính. Và kế đến là bà Ann Jacobs, chủ tịch Ủy ban bầu cử Wisconsin than phiền. Những rào chắn mà chúng tôi có là để nhắc nhở cử tri rằng chúng tôi biết quy trình sẽ diễn ra như thế nào vào ngày bầu cử. Các quy trình có thể khác nhau tùy theo từng tiểu bang, nhưng thường thường bao gồm nhiều bước, đó là kiểm toán, đếm thủ công và các biện pháp bảo vệ lá phiếu khác. Bà Lisa Lyons là thư ký quận Kent ở Michigan nói rằng, chúng tôi có nhiều cách để bảo đảm rằng cuộc bầu cử của chúng tôi an toàn, minh bạch, công bằng và chính xác. Với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục được báo cáo trong quá trình bỏ phiếu sớm ở nhiều tiểu bang, các quan chức bầu cử cho biết sự kiên nhẫn cũng sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Wisconsin là Ann Jacobs cho biết tại tiểu bang của bà, có khả năng kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ không có cho đến sáng sớm ngày 6 tháng 11, tức là một ngày sau ngày bầu cử, thưa quý vị. Cũng liên quan đến các quy định bỏ phiếu thì một thẩm phán trong ngày hôm nay đã đưa ra phán quyết rằng các cử tri tại quận Bucks của Pennsylvania có thể nộp đơn xin nhận bỏ phiếu và trả lại lá phiếu của mình qua thư cho đến khi kết thúc giờ làm việc vào ngày thứ Sáu này, ngày 1 tháng 11, sau khi cán chiến dịch của cựu tổng thống Donald Trump và ứng cử viên thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ông Dave McCormick kiện quận này vì cử tri đã phải xếp hàng dài và một số cử tri bị từ chối bỏ phiếu. Sự kiện được đệ trình lên tòa án chung ở tại quận Bucks yêu cầu bỏ phiếu qua thư theo yêu cầu thêm một ngày nữa. Hôm nay thứ Tư thì thẩm phán cũng đã đồng thuận về vấn đề này.
hồ sơ từ tòa án chung của quận Bucks, Pennsylvania nêu rõ, hành vi của bị đơn, tức là hội đồng bầu cử quận Bucks, trong việc từ chối các cử tri muốn nộp đơn xin bỏ phiếu qua thư và nhận phiếu trực tiếp trước thời hạn là 5 giờ chiều ngày 29 tháng 10 đã vi phạm vào bộ luật bầu cử Pennsylvania. Bị đơn sẽ cho phép bất kỳ người nào muốn nộp đơn xin, nhận, bỏ phiếu và trả lại lá phiếu qua thư đến văn phòng cục bầu cử và được làm như vậy trong giờ làm việc bình thường trước khi kết thúc giờ làm việc vào ngày 1 tháng 11, tức là thứ Sáu này. Các giới chức bầu cử của quận Bucks đã yêu cầu rằng việc gia hạn chỉ giới hạn tại địa điểm Doylestown và họ cho biết là họ có thể di chuyển máy in đến đó để phục vụ cử tri một cách hiệu quả hơn. Đồng thời họ cũng yêu cầu khung thời gian mỗi ngày là từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Pennsylvania không có chế độ bỏ phiếu sớm trên máy bỏ phiếu như tại các tiểu bang khác. Chế độ này gần giống nhất với chế độ là bỏ phiếu qua thư theo yêu cầu. Quá trình đó thì các cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu qua thư trực tiếp tại văn phòng bầu cử của quận. Sau đó thì cử tri sẽ nhận được lá phiếu trong vòng vài phút. Họ sẽ điền trực tiếp vào lá phiếu và trả lại tất cả chỉ trong cùng một chuyến đi. Các tiểu bang khác có quy trình bỏ phiếu sớm hoàn chỉnh với máy bỏ phiếu và ngày cuối cùng có thể bỏ phiếu bằng hình thức bỏ phiếu qua thư theo yêu cầu là thứ Ba, ngày 29 tháng 10, trùng với thời hạn yêu cầu bỏ phiếu qua thư. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài tòa nhà hành chính của quận Bucks vào ngày thứ Ba đã làm cho người ta cảm thấy khó chịu và các chiến dịch của cựu tổng thống Donald Trump và chiến dịch của thượng nghị sĩ Cộng hòa David McCormick đã khởi kiện vụ này. Và như vậy là thẩm phán đã quyết định theo yêu cầu của phía nguyên đơn. Và tuy là cuộc bỏ phiếu đáng quan tâm và rất nhiều người cảm thấy bị căng thẳng tâm thần vì nó, nhưng nền kinh tế vẫn là một điểm rất quan trọng đối với cử tri và tất cả chúng ta. Nền kinh tế Mỹ và việc làm tăng trưởng ngay trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Nền kinh tế Mỹ đang trên đà phát triển. Ngày thứ Tư, 30 tháng 10, Bộ Thương mại báo cáo mức tăng trưởng là 2.8% cho tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP của tam cán nguyệt thứ ba năm nay. Con số này thấp hơn một chút so với mức 3% của tam cán nguyệt trước đó, nhưng vẫn vượt kỳ vọng. Một số kinh tế gia cho biết nền kinh tế Mỹ cuối cùng đã đạt được cái gọi là đáp nhẹ nhàng, trong đó lạm phát được kiềm chế mà không gây ra suy thoái kinh tế. Thêm vào đó thì việc tuyển dụng nhân viên của lĩnh vực tư nhân đã vượt quá kỳ vọng trong tháng này. Theo báo cáo việc làm quốc gia mới nhất của công ty kế toán năng bảng lương ADP được công bố hôm thứ Tư, các nhà tuyển dụng lĩnh vực tư nhân đã bổ sung thêm 233.000 việc làm trong tháng 10. Đây là mức tăng mạnh so với mức 159.000 việc làm được báo cáo hồi tháng 9 và đi ngược lại tiên đoán rằng số lượng việc làm trong tháng 10 giảm. Chủ yếu là do thị trường lao động đang chậm lại, nhưng cũng vì hậu quả từ cuộc đình công của thợ máy công ty Boeing đang diễn ra cũng như hậu quả của các cơn bão Helene và Milton. Mặc dù các bảng thống kê của ADP không phải lúc nào cũng tương quan với báo cáo việc làm chính thức từ Bộ Lao động Hoa Kỳ, đôi khi nó được coi là đại diện cho hoạt động tuyển dụng nhân viên chung và bản báo cáo có việc làm của Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này, chỉ trước ngày bầu cử có vài ngày. Và điều này thì chắc chắn, theo như nhận định của các phân tích gia, có lợi cho chính quyền đang đương nhiệm, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight của chúng tôi với anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Phoenix Star Insurance, công ty duy nhất cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu bảo hiểm của quý vị. Kim Loan và Thi Loan được thành lập hơn 17 năm. Chúng tôi sản xuất các loại giò chả, nem chua, chả cá dưới sự kiểm duyệt của USDA và FDA. Công ty có thêm dòng sản phẩm mới là 3 loại bánh bao rất thơm ngon. Gọi ngay 714-657-5901. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Kim Loan và Thi Loan được thành lập hơn 17 năm. Chúng tôi sản xuất các loại giò chả, nem chua, chả cá dưới sự kiểm duyệt của USDA và FDA. Công ty có thêm dòng sản phẩm mới là 3 loại bánh bao rất thơm ngon. Sản phẩm của Kim Loan và Thi Loan đã được bán rộng rãi trong các siêu thị tại California và các tiểu bang. Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi là đưa đến tay khách hàng tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất với hương vị đậm đà quê hương. Chúng tôi có giá sỉ và lẻ cho khách hàng và các siêu thị. Đặc biệt chào mừng mùa lễ sắp tới, khách hàng mua trên 40 đồng sẽ có quà tặng. Kim Loan tọa lạc tại góc đường Garden Grove và Fairview, 13321 Garden Grove Boulevard, Suite L. Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy, 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chỗ đậu xe thoải mái, gọi ngay 714-657-5901.
Hi, chào quý vị, tôi tên là Đăng Đào. Mời quý vị đến Phoenix Star Insurance. Hơn 12 năm qua, chúng tôi chuyên về bảo hiểm Medicare cho người cao niên từ 65 tuổi trở lên. Mời quý vị đến đây và cho chúng tôi một cơ hội để giúp quý vị tìm ra những chương trình tốt nhất phù hợp với nhu cầu quý vị. Tôi tên là Lãnh Đào, xin hãy gọi cho tôi ở số điện thoại 714-467-5185. Chúng tôi xin hạnh được phục vụ quý vị. Xin chào quý vị.